Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, khi hoa mơ, hoa mận trắng rừng, khi những cánh đào e ấp nở, cũng là lúc núi rừng Tây Bắc bước vào xuân. Từ các bản làng vùng cao, đâu đâu không khí mùa xuân cũng ngập tràn. Sắc xuân phơi phới trên những bộ trang phục rực rỡ và nụ cười e ấp của người con gái, hơi xuân nồng nàn qua men rượu từ các chàng trai. Họ đi chơi hội, gặp gỡ, giao duyên, rồi cùng hòa trong những trò chơi dân gian, những câu hát, điệu múa say đắm lòng người. Cái tình của người miền núi là vậy, trong trẻo, mộc mạc mà phóng khoáng. Và đó cũng là sắc xuân tươi mới, rực rỡ nhất ở vùng cao. Với đồng bào dân tộc thiểu số, mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi nảy nở. Cũng là mùa của các cặp uyên ương bén duyên nhau qua những ngày đi chơi hội. Giữa không gian lãng mạn của núi rừng Tây Bắc, các chàng trai, cô gái ai cũng rực rỡ và tràn đầy sức sống như những đóa hoa rừng. Họ hòa mình với thiên nhiên, hòa mình trong những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc riêng. Và đặc biệt là say trong tiếng khèn gọi bạn, trong những điệu múa và cả những ánh mắt tình tứ dành cho nhau. Với người Mông, những ngày đầu năm mới là những ngày vui nhất. Đây là ngày hội của xã Hàng Chú, địa bàn xa xôi nhất ở huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Lễ hội năm nay thật đặc biệt. Có lẽ sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên từ khắp bản làng, bà con náo nức đi chơi hội. Là địa bàn chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do đó, lễ hội đầu năm cũng là dịp các cấp chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm tới đời sống tinh thần của bà con. Xuyên suốt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thì công tác những cái quan tâm đến Tết của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tết năm 2023, thì cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các cái đoàn công tác để đến các xã, các bản để có tức là chi cái quỹ bảo đảm xã hội để chúc Tết, rồi là động viên bà con, đặc biệt là các cái đối tượng chính sách và người cao công và những các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi là trẻ em mồ côi, rồi là người không nơi nương tựa, để các cái gia đình này cũng có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau. Xã Hàng Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La thì vẫn là cái xã mà duy trì được cái Tết cổ truyền, cái ngày hội văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Đấy, đường bà con rất là ủng hộ và có các cái môn thể thao như là đẩy gại, kéo co, bán nỏ, đánh quay tù lu. Gắn với những cái ngày hội này thì cũng làm cho bà con cũng có thể là qua giao lưu này cũng hiểu nhau hơn, rồi họ cũng có những cái gắn bó với nhau hơn. Đấy, từ đó thì họ sẽ thực hiện tốt những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, rồi những cái chính sách về phát triển kinh tế ở tại địa phương. Sau phần khai mạc, lễ hội chính thức bắt đầu diễn ra cùng các hoạt động giao lưu,
các trò chơi dân gian truyền thống. Lúc này, những chàng trai, cô gái Mông trong bộ trang phục đẹp nhất thể hiện những sự khéo léo, uyển chuyển của mình qua những câu hát, điệu múa duyên dáng. Em rất là vui mừng và phấn khởi. Thì bản cũng đã thành lập một đội văn nghệ để luyện tập, để tham gia giao lưu trong ngày Tết ngày hôm nay. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bọn em rất là háo hức và hẹn nhau để mà mặc những cái bộ trang phục đẹp nhất để mà hôm nay lên diễn văn nghệ. Và đây cũng là dịp để mà chúng em lưu giữ những cái nét văn hóa truyền thống mà ông cha ta đã để lại. Với người Mông, trò chơi dân gian là nét văn hóa không thể thiếu trong các ngày hội. Những trò chơi như ném pao, ném còn, đánh quay, đẩy gậy vừa thể hiện sự nam tính mạnh mẽ của các chàng trai, vừa thể hiện nét mềm mại, uyển chuyển nữ tính của người con gái. Trong ngày Tết thì bà con thường tổ chức các hội giao lưu các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trai gái thì hẹn hò để đến bãi ném pao. Quả pao thì được ném đi ném lại với nhau và được làm từ chất liệu là vải. Và thông qua quả pao này thì các bạn đấy là sẽ vừa trò chuyện và vừa hát cho nhau nghe, vừa tìm hiểu nhau. Trò chơi ném pao thường diễn ra ở những khu đất rộng, bằng phẳng. Người chơi được chia làm hai bên. Tài khéo léo của người ném pao là không để pao rơi xuống đất. Rất nhiều những mối tình chớm nở cũng xuất phát từ ném pao. Khi một chàng trai muốn làm quen với một cô gái, thì mời nhau chơi ném pao là cách tiếp xúc đơn giản nhất để họ trò chuyện, cùng tìm hiểu về nhau. Tuy nhiên, nếu cô gái hay chàng trai không có tình cảm với nhau, thì họ để quả pao rơi xuống đất và đi tìm người bạn khác. Các chàng trai sẽ đến và chơi cùng với các cô gái ở trong bạn, giả sử ném pao với nhau thì tâm sự và có thể là nói chuyện với nhau hợp hợp thì có thể là yêu nhau. Là trò chơi dân gian đặc sắc của người Mông, ném pao còn mang ý nghĩa phồn thực, đem đến sự sinh sôi nảy nở. Bởi đơn giản, đó chính là sợi dây kết nối những tâm hồn đồng điệu. Khi quả pao được các chàng trai, cô gái ném cho nhau là lúc những ánh mắt, nụ cười, tình tứ được trao gửi. Trong những ngày chơi hội, nếu như quả pao mang đến sự mềm mại, nhẹ nhàng tựa dòng suối, thì đàn ông người Mông ai cũng mang theo những con quay, bởi đây là trò chơi thể hiện được sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, vững chãi tựa cây rừng của mỗi người. Chẳng cần ai dạy, cũng chẳng cần ai hướng dẫn, có lẽ ngay từ tấm bé, được theo anh, theo bố đi chơi hội, được chứng kiến những trận đánh quay sôi động, tất cả như ngấm vào máu thịt, ngấm vào tâm hồn của mỗi người, nên đã là đàn ông người Mông thì ai cũng biết đánh quay. Đánh quay có hai hình thức chủ yếu là thi quay tít và chọi quay. Trong đó, thi chọi quay bao giờ cũng thu hút được nhiều người tham gia. Đặc biệt, thú chơi quay cũng giúp người Mông tự rèn luyện cho mình những cánh tay thêm rắn chắc, độ khéo léo, tinh nhanh và phán đoán tốt. Thêm vào đó, đánh quay còn thể hiện sức mạnh, vẻ nam tính của người đàn ông. Và đó cũng là cách các chàng trai có thể lấy lòng những cô gái. Ngoài đánh quay, thì một trong những trò chơi dân gian hấp dẫn, không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người Mông, đó là đẩy gậy. Đây là trò chơi khá đơn giản, chỉ cần một cây tre thẳng, dài khoảng 2 mét. Mỗi người đẩy một bên, bên nào chân chạm vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước là thua cuộc. Nếu đánh quay đòi hỏi sự khéo léo, thì đẩy gậy lại là trò chơi thể hiện sức mạnh, sự bền bỉ của người đàn ông. Và mỗi khi trò chơi diễn ra đều thu hút rất đông người tham gia cổ vũ. Oh.
Có thể nói, những trò chơi dân gian không chỉ đem đến niềm vui, khiến những trái tim đến gần nhau hơn, mà còn góp phần tô điểm thêm nét đặc sắc cho đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao trong những dịp Tết đến xuân về. Ở vùng núi Tây Bắc, các lễ hội ngoài mục đích gắn kết cộng đồng làng bản thì còn thể hiện cả yếu tố tâm linh trong đó. Với người Giấy ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, múa trống trong những ngày đầu năm là để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống người dân ấm no đủ đầy. Bởi theo quan niệm của đồng bào Giấy, đây là thời điểm giao hòa giữa đất trời, con người với thiên nhiên. Tiếng trống rộn ràng sẽ xua đuổi đi những điều không may mắn của năm cũ để hướng tới một cuộc sống bình an cho mọi nhà. Lễ múa trống của người Giấy ở Tát Ngà bao giờ cũng được mở đầu bằng lễ xin trống. Thầy cúng đại diện đứng ra khấn thần linh, cầu xin thần linh che chở và bảo vệ cho dân làng. Sau lời khấn cầu đó, lễ hội múa trống rộn rã sẽ bắt đầu diễn ra. Mùng 1 Tết, chúng tôi tức là cả làng bắt đầu là tập trung về xuống cái miếu bà, cái nhà trống ấy, để tức là thắp hương và thờ cúng các ông thầy, là phải cúng đúng cái sách thời cổ, tức là mang tính chất là báo cáo với miếu bà hết một năm cũ sang một năm mới, thờ cúng cho mùa màng tốt tươi. Nét đặc biệt của múa trống là sự kết hợp hài hòa giữa các động tác của nam và nữ. Những chàng trai, cô gái, người Giấy súng xính trong bộ trang phục truyền thống, múa vòng tròn quanh chiếc trống, sau đó lại múa từng đôi một. Những điệu múa lúc dịu dàng, nhẹ nhàng, lúc lại rộn rã, gấp gáp theo từng hồi trống. Các chàng trai thường gõ vào mặt trống, các cô gái thì gõ nhẹ vào tang trống. Điệu múa với những động tác đơn giản nhưng vui nhộn, nhằm cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, đến với mọi người. Đến nay, có thể nói rằng múa trống gần như vẫn giữ được nét nguyên bản, bởi các bài múa vẫn chủ yếu theo người xưa, chưa bị pha trộn bởi các yếu tố khác. Những bài múa trống này đều là những bài múa trống cổ do cha ông chúng tôi truyền lại. Ý nghĩa chủ yếu là cầu mong những điều tốt đẹp đến với dân bản. Các động tác múa khá đơn giản, nhưng đặc biệt nó có sự kết hợp với những đạo cụ như chiếc nón, là truyền thống của người Giấy, nên cũng từ đó mà trở nên duyên dáng hơn. Đặc biệt nhiều động tác, nó như miêu tả lại cuộc sống sinh hoạt, lao động của người dân trên đồng ruộng. Trong các bài múa trống thì trống cái luôn được đặt ở vị trí trung tâm và do hai người, một nam một nữ cầm trịch. Trống của người Giấy khá đặc biệt. Trống có hình trụ, chiều cao chừng hơn 1 mét, đường kính dài khoảng 60cm, được làm ra từ khối gỗ nguyên và đục cho rỗng ruột. Sau đó một đầu bọc ra làm mặt trống. Với cách sáng tạo như vậy nên tiếng trống thường có âm thanh to, trong và vang xa. Trống của người Giấy đặc biệt hơn so với người dân tộc khác,
Trống có kích thước khá dài, lại được bọc da một đầu, nên khi đánh có thể cùng lúc kết hợp đánh vào mặt trống, tang trống để tạo nên những âm thanh vui nhộn và rất hòa quyện. Chính vì thế mà các điệu múa cũng có tiết tấu rất riêng. Với các thế hệ trẻ của người Giấy, múa trống dù được chứng kiến hàng năm vào dịp Tết, nhưng để hiểu sâu sắc về nguồn gốc của múa trống thì vẫn cần được những lớp người đi trước tiếp lửa, tiếp thêm tình yêu với bản sắc văn hóa của quê hương. Đấy, đúng rồi. Cuộc sống nơi dẻo cao cứ thế tuần hoàn qua các thế hệ và tiếng trống thiêng cùng các điệu múa giao duyên ngày xuân như trở thành cội nguồn sức mạnh gắn kết, bao bọc và chở che cho biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền núi cao. Có lẽ từ trong những câu hát, điệu múa đó, nó còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Những giá trị đã giúp cộng đồng các dân tộc hàng trăm năm qua không ngừng vươn lên giữa khó khăn để tạo nên những sắc màu văn hóa đa dạng, rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Trong những ngày đầu xuân năm mới, đến với các bản làng vùng cao, thưởng thức những nét văn hóa độc đáo trong đời sống tinh thần của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chơi xuân đón Tết và gặp nhau trong những lễ hội rực rỡ sắc màu. Đó là sắc màu của một cuộc sống bình yên và tràn đầy nhựa sống. Và chương trình Dân tộc và Phát triển tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả có thể gửi về hòm thư phongvanhoa@nhanzan.org.vn hoặc qua số điện thoại 02432669508. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.